Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình iGov nhận lên đến là 24.512 triệu token có cái hiệu là Elon trên trang CoinMarketCap các bạn. Đây là sự kiện random dành cho 1.000 bạn may mắn nha các bạn. Thì chương trình iGov này nó còn 4 ngày nữa sẽ end. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất mình các bạn đăng ký một trên cái tài khoản trên CoinMarketCap.com nhé. Sau khi các bạn có một tài khoản trên CoinMarketCap.com xong thì các bạn nhấp vào cái link sự kiện nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào login vào các bạn. Nhấp vào bao gạch login vào và bấm đáp lên nè. Sau khi các bạn login vào thì các bạn bấm vào soi iGov nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào Add to Wallet. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn join vào tất cả các trang mạng xã hội nha các bạn. Tất cả các kênh Telegram đó nè. Son các bạn. Thì trên sự kiện CoinMarketCap là uy tín 100% các bạn. Này thì mình là tham gia thế này thì mình coi độ may mắn của mình được bao nhiêu các bạn. Làm hoài chứ lại không may mắn sao các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi. Những sự kiện random này tôi càng về rất là có giá trị nhiều luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đáp luôn. Bắt đáp lại. Rồi tiếp tục còn follow hai kênh Twitter nữa các bạn. Rồi các bạn đây là cùng dự án chó gì ta. Rồi các bạn like và chích dẫn bài viết nó game luôn các bạn. Tweet lên luôn đi. Rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục các bạn follow vào trang sự kiện của CoinMarketCap nè. Thì mình đã follow rồi các bạn. Sau khi các bạn follow lại xong thì các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi lại địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng ETH quá. Rồi các bạn bắt đáp lại. Con này thừa như con Shiba Inu kia các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình ERC20 nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lại Inter Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Đã follow dán. Còn WinVNNH9. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Telegram các bạn đã cho anh xào iGov nha các bạn. Rồi các bạn tiếp vào hai kế hoạch đây nè. Rồi các bạn bấm join iGov nha các bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGov nhận tóc cần Elon đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.